stop. Xin chào tất cả anh em, chào mừng quay trở lại với kênh Review Game. Chúng ta hôm nay sẽ quay trở lại với cái tựa game Nhất Kiếm Giang Hồ của nhà phát hành Fantas. Hôm nay mình sẽ làm cái clip hướng dẫn anh em cách kiếm những cái đồ để mà cường hóa trang bị, kiếm vàng, kiếm bạc, kiếm các thứ của cái tựa game này để chúng ta có thể là tăng được cái lực chiến ổn định nhất cho những cái người mới chơi. Cái clip này mình làm cho những cái người mới chơi cái tựa game này nhá, lưu bài đấy. Rồi ok. Đầu tiên sẽ là những cái đồ để mà giúp cường hóa cái cộng của trang bị cũng như là tăng sao trang bị này. Để mà biết được những cái đồ mà mình cần tìm ấy, thì chúng ta có thể là đây. Giả dụ như là chúng ta khi mà vào trang bị đúng không, thì chúng ta sẽ nơi là nơi chúng ta sẽ cường hóa này, tăng sao và khảm. Cường hóa thì những cái đá cường hóa đây, cái đá cường hóa chúng ta thì sẽ tùy vào cái cấp, chúng ta sẽ có những cái loại đá khác nhau. Để mà biết được cái đá chúng ta cần tìm thì nó sẽ nằm ở cái mục nào để mà chúng ta đi kiếm, thì click ngay vào dấu cộng này thì nó sẽ hiện ra những cái nơi chúng ta có thể là kiếm được cái đồ. Cái đồ này đấy, tuần viên phó bản này, tàng bảo đồ này, shop này đấy. Còn những cái đá đột phá này chúng ta có thể là mua ở shop, tàng bảo đồ đấy. Chúng ta thì cần click vào cái thông tin của cái vật phẩm là chúng ta có thể là biết là sẽ có ở đâu. Còn cái đồ tăng sao này thì cái hàn thiết này chúng ta sẽ đấy, chúng ta chỉ cần click vào cái dấu cộng là chúng ta sẽ biết được là những cái đồ nó sẽ có ở cái mục nào. Đồ này thì mình đã cố gắng là cho toàn bộ những cái trang bị của mình lên 1 sao, sau đó thì nâng cấp dần dần với cái vũ khí 3 sao, giáp 3 sao đấy. Còn cái phần đá để mà khảm vào cái trang bị này thì cũng khá là khó kiếm nhá. Cái trắng, cái xanh, cái xanh nước biển, cái xanh da trời ấy anh em, xanh nước biển, xanh da trời, cái đá đó kiếm cũng khá là khó. Hiện nay toàn bộ những cái trang bị của mình thì vẫn chưa có cái trang bị cái đá nào là cái đá xanh nước biển cả, toàn là xanh lá cây xong rồi màu trắng thôi anh em. Đấy thì hiện nay mình thì cường hóa lên được cái cường hóa 3 rồi đấy, toàn thân level được cộng 60 này, level 60 này. Và ngọc thì của mình đang có 20 viên ngọc level 1 trong cái trang bị. Đó là phần để mà kiếm đồ để mà nâng cấp cho cái trang bị nhá. Còn cái trang bị thì chúng ta kiếm ở đâu? Chúng ta chỉ có đi làm phó bản, sau đó thì vào bang và phần kiến trúc để mà kiếm những cái trang bị. Để mà rèn được cái trang bị chúng ta mất cái điểm cống hiến cho bang. Cống hiến cho bang. Tiếp theo là kiếm vàng, kiếm cái phần vàng này ở đâu này? Vàng thì chúng ta có để đổi, chúng ta có thể đổi từ cái kim nguyên bảo này sang vàng đấy. Một cái kim nguyên bảo chúng ta có thể đổi được 10 vàng, hoặc là chúng ta có thể là vào cái mục đó chính là cái phần thành tựu này. Thành tựu thì chúng ta sẽ làm những cái thành tựu để mà nhận được những cái vàng, hoặc là tham gia cái gift code cũng rất là nhiều vàng nhá. Gift code kiếm pet s ở đâu? Tiếp theo là chúng ta sẽ đến cái một phần là chính là kiếm cái con pet s ở đâu. Pet ở này mình đang có 3 con pet s rồi, 2 cái con pet a. Pet s thì chúng ta tham gia event. Hiện nay thì cái event của cái tựa game Nhất Kiếm Giang Hồ là chúng ta có thể là kiếm tối đa được 2 con pet s nhá, đổi từ những cái mảnh của nó ra để mà kiếm được pet s. Hoặc là chúng ta có thể là vào phần pet s bắt này, bắt cái con pet s nhá. Hiện nay đang có cái event là giảm mua 10 lần. Thế như là chúng ta có thể là mua 10 lần. Lần đầu ấy thì chúng ta nhận được cái con pet, hai con S. Đấy, giá bây giờ nó có 10.800 thôi. Tông môn thì nó để mà kiếm được cái 10.800 cái vàng này mệt vãi xoài này anh em ạ. Mình chỉ còn 4 lần nữa ở cái quay một lần, mua một lần này thì mình sẽ nhận được cái con pet S tiếp theo. Trong túi của mình thì hiện nay đang có đây 91 cái mảnh ghép với pet S này. Thì mình chỉ cần còn 9 là 8 cái nữa thôi. 8 hay 9 cái nữa thôi thì mình có để đổi được con pet S tiếp theo. Bây giờ là đến cái mục là chúng ta làm sao để có thể là tăng được cái level.
Tăng cái level thì nó giản lắm anh em ạ. Anh em làm toàn bộ những cái nhiệm vụ hàng ngày cho mình, làm toàn bộ những cái nhiệm vụ hàng ngày. Sau đó thì chúng ta sẽ đi bái sư. Bái sư thì có cái ích lợi quần què gì? Bái sư thì chúng ta sẽ có cái mục đó chính là song tu này. Song tu thì khi mà đệ tử với lại sư phụ và song tu với nhau thì nó cho một cái lượng XP cực kỳ lớn nhá. Mình thấy là rất là lớn, lên level cực kỳ nhanh luôn. Một ngày thì một lần thôi, một ngày nếu mà muốn hai lần thì chúng ta đi kết nạp thêm một cái đệ tử nữa. Đấy, có đệ tử có sư phụ thì chúng ta sẽ có hai lần để mà nâng cấp cái XP. Cái lợi ích tiếp theo của cái việc là có đệ tử có sư phụ, chúng ta sẽ có cái nhiệm vụ mục tiêu này, làm nhiệm vụ nhận được quà. Đấy, làm nhiệm vụ ta nhận được quà. Hôm nay thì mình đã có cả sư phụ lẫn đệ tử rồi. Đây, đệ tử của mình là Bách Thủy. Xong tu được ối cái XP đâu rồi anh em ạ. Sau đó thì chúng ta có thể là đi trên quái. Trên quái ở ngoài thành. Để mà trên quái là ngoài thành thì chúng ta lên đi theo tem nhá, đi theo khoảng 4 người. Sau đó thì uống cái rượu này vào này. Sau đó thì chúng ta sẽ có cái đan tu luyện. Rồi chúng ta sẽ đốt lửa trại để mà có thể là nhận được những cái XP tối đa khi mà chúng ta đi trên quái. Rất đơn giản thôi. Rồi tiếp theo là đến cái vấn đề gì ông nhỉ? Vấn đề gì nữa không? Quét này, thú cưỡi rồi này. Thú cưỡi thì thú cưỡi để mà nâng cấp được cái thú cưỡi này, cái bậc tiếp theo của cái con thú cưỡi vàng này. Con thú cưỡi vàng thì tốn khá là nhiều thứ, cái đá tăng bậc để mua rất là đắt nhá. Kiếm cái vàng thì rất là khó rồi. Để mà kiếm được mấy cái đồ mà nâng cấp cái con pet lên thì nó cũng rất là tốn. Đấy, 1000. 1000 vàng chúng ta mới có thể là mua được một cái đá tăng bậc cho cái pet, à cho con thú cưỡi này. Tốn lắm anh em ạ. Tốn phết đấy. Đây đang có 3 con thú cưỡi và hai con thú cưỡi hiếm. Gồm con tật điện báo và con sói hoang nguyên. Đấy. Ở cái bảng xếp hạng lực chiến của cái server của mình hiện nay top đã lên được 2.4 triệu rồi. Kinh giáo chịu được. Giáo hiểu là sao ông có thể lên như thế được. Cái level hiện nay của ông nó chính là cấp 91 rồi. Danh vọng chí tôn. 2.4 triệu rồi, gần 2.5 triệu rồi rồi. Trang bị thì toàn cộng 70 giờ lên. Tổng cộng 70 giờ lên. Kiếm 84, mũ 93 rồi. Ui, vãi xoài. Đấy. Cái kiếm của ông thì đã có cái ngọc, đó chính là cái ngọc ám ảnh. Cái ngọc tím rồi. Tăng công với lại tăng nội công. Vãi xoài, không biết là cái ông top này đã lạc bao nhiêu tiền nhá. Top 2 là handsome với 2.2 triệu hơn. Ghê của nó đấy. Từ cái lúc mình chơi đến giờ thì mình đã tích lũy được hơn 24.000 cái vàng rồi. Nhưng mà toàn đi tiêu linh ta linh tinh. Những cái đồ mà mua trong cái tựa game này thì cũng đa số là cần bằng vàng. Như thế là không mua không được anh em ạ. Không mua thì chúng ta sẽ không có đồ để mà nâng cấp. Chính vì thế là tích được tí là lại mua tiền. Chẳng tích được nhiều thì có thể là quay đi x10 cái con pet nữa. Cái pet này là cũng là một cái lời tăng lực chiến rất là dã man nha anh em. Đấy, thuộc tính thì chúng ta tẩy tủy. Tẩy tủy thì anh em cứ thấy cái chiến lực được cao thì anh em giữ, còn không thì anh em bỏ qua, đừng có lên lưu. Hiện nay cái chiến lực của cái con pet của mình với 46.589. Đấy, còn tăng sao đây. Cái đá tinh hồn này chúng ta có thể là kiếm ở cái phần bảo vệ long trụ, ma hoàng lãnh chúa và tranh đoạt danh tướng này, anh hùng thí luyện. Đấy, từ đó chúng ta sẽ tăng sao lên. Còn kỹ năng thì hiện nay mình đang cho con mỹ nhân cư mà cái con pet nó đi theo mình với 3 cái trang bị, 3 cái kỹ năng. Anh em cứ có cái con pet nào trong cái phần pet ra trận này thì em nâng cấp hết lên. Nhưng mà chú ý là phải chú ý là nâng cấp cái con pet mà anh em cho đi theo đấy. Còn lại những con pet dưới thì anh em cứ nâng cấp bình thường thôi. Thừa thì anh em nâng cấp, còn không thì cứ như con pet anh em đi theo là anh em nâng cấp thì nó sẽ giúp anh em rất là nhiều. Để mà đi kiếm được đệ tử ấy
để mà có được cái đệ tử. Thì ở cái phần nhiệm vụ này, lúc nào nó cũng có cái mục, đó chính là dẫn kiếm đệ tử. Thì anh em chỉ cần click vào đó và nó sẽ dẫn anh em đến một cái khu vực chuyên đi thu nhận đệ tử và bái sư. Khi mà muốn bái sư với lại nhận đệ tử thì anh em phải cho cái người muốn bái sư vào một cái đội, vào cái đội của mình nhá. Đó thì anh em dẫn cái bạn đó đến gần cái nơi để mà bái sư thì chúng ta có thể là bái sư được cũng như là nhận sư phụ được. Cố gắng là làm hết toàn bộ những cái nhiệm vụ của bang, những cái sự kiện của bang để mà chúng ta có thể là tích được cái điểm cống hiến để mà đi đi rèn trang bị nhá. Rèn trang bị ở đây thì nó cũng cái tỷ lệ ra rất là thấp. 10 lần chúng ta mới có thể là ra được cái trang bị truyền thuyết. Nhưng mà anh em là may mắn thì có thể là một lần hoặc 2 lần hoặc 3 lần hoặc 4 lần chúng ta có thể là ra luôn cái trang bị truyền thuyết rồi. Đấy là người may mắn nhá. Còn đối với mình lúc nào cũng phải 8 trở lên, 8, 9, 10 trở lên mới ra được trang bị cam. Hiện nay thì mới vào và cũng chưa làm hết được cái nhiệm vụ của cái tựa game này. Thì sau khi mà làm clip xong thì mình sẽ trên hết toàn bộ những cái nhiệm vụ của cái tựa game này để mà nâng cấp cái level. Trong cái túi đồ của mình thì đây có một cái trang bị truyền thuyết, đó chính là khương khung giới cấp 88 này mới có thể trang bị vào được. Đấy, cày đến quái bao giờ thì nó mới lên được cái level 88. Từ cái level 75 giờ lên ấy, thì chúng ta lên cái level nó cũng không hề dễ một tí nào cả. Lên từng tí một thôi. Có cái gì nữa không? Hình như là hết rồi anh em ạ. Hình như là hết cả mẹ rồi. Rồi ok, đó là toàn bộ cái clip của cái tựa game Nhất Kiếm Giang Hồ ngày hôm nay mình làm cho anh em, cho anh em mới chơi. Đó thì anh em có thắc mắc gì về cái tựa game này có thể là comment dưới video. Mình sẽ trả lời những cái câu hỏi mà anh em thắc mắc. Đấy là đối với những cái câu hỏi mà mình biết nhá. Còn những cái câu hỏi mình biết thì mình cũng chắc cũng bó tay rồi. Nếu mà anh em thấy cái clip có bổ ích cho anh em mới chơi cái tựa game này thì đừng quên ấn giúp mình cái đăng ký kênh và like và share cái clip này đến bạn bè để ủng hộ kênh của mình. Rồi hẹn lại anh em vào những video tiếp theo của cái tựa game Nhất Kiếm Giang Hồ và rất nhiều những cái tựa game khác mà mình làm trên cái kênh YouTube của mình. Hẹn lại anh em.